Sáng ngày 26 tháng 8 năm 2024, tại Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh đã diễn ra hội nghị công bố quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác cán bộ. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo quyết định số 1559 ngày 20 tháng 8 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Trương Văn Hùng, Giám đốc Sở Y tế, được điều động đến nhận công tác tại Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh. Thời gian giữ chức vụ kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2024 đến ngày đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Ông Trương Văn Hùng, sinh năm 1966, từng có nhiều năm công tác tại Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh. Ông từng làm Phó Chánh Văn phòng, rồi Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Y tế. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, việc điều động bổ sung Giám đốc Sở Y tế sang làm Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh nhằm kiện toàn lãnh đạo ban. Đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc tin tưởng rằng, với cương vị công tác mới, ông Trương Văn Hùng tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm của mình, nhanh chóng tiếp cận công việc mới, xây dựng tập thể đoàn kết thống nhất cao để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ của Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, góp phần hiện thực hóa quy hoạch tỉnh, thúc đẩy môi trường đầu tư kinh doanh, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhanh và vững chắc hơn.